Hỏi thế gian tiền là chi, mà đôi lứa chia ly vì tiền. Cuộc đời nhiều lúc kể cũng phiền, ước gì mà được lên cung tiên một lần. Mấy hôm nay trái nắng dở dời, em cứ thấy rối bời ruột gan. Mình ở nhà chịu khó chăm bẵm mấy con gà với đàn ngan, em về bên ngoại hỏi han xem thế nào. Bác cả cô hai khác biết lo, làm sao mình cứ phải sợ bò trắng răng. Xin phép mình cho em đi, sang đó ít bữa rồi em lại phi về nhà. Việc nhà còn chưa lo xong, sao mình cứ thích đèo bỏng lung tung. Mình nói thế mà nghe được à? Thầy u em chứ có phải người dưng nước lã đâu. Ăn cây nào rào cây ấy, chứ không phải ăn cây táo lại rào cây sung. Lo việc vớ vẩn lung tung, tiền bạc không có lại cứ vung cho người. À, hóa ra là anh sợ tôi mang tiền của nhà anh cho thầy u tôi có đúng không? Anh ích kỷ nhỏ nhen nó vừa phải thôi. Thôi thôi, cô đừng có bù lu bù loa ra nữa, mệt người lắm. Mà tôi nói thẳng cho cô biết, giờ người khôn của khó, tiêu pha cái gì thì cũng phải tính. Anh có lớn mà chẳng có khôn, bộ não nằm đó chắc cũng chỉ là hàng tồn bỏ đi. Nói ra mà chẳng biết nghĩ suy thì tôi cũng chẳng biết nói gì với anh. Cô thì giỏi giang rồi. Tôi chẳng giỏi giang, nhưng tôi biết trước biết sau chứ không ích kỷ lại hay càu nhàu như anh. Việc lớn việc nhỏ trong nhà, việc chăm bẵm mẹ cha anh hàng ngày, cố bàn thì luôn chân luôn tay, có bao giờ tôi than vãn thế này thế kia. Phận làm dâu ai mà chẳng như thế. Thế phận làm rể anh đã làm đúng chưa? Cái gì cũng tính toán so đo, lúc nào cũng chỉ sợ vợ cầm tiền cho người ngoài. Anh có xứng đáng là một thằng con trai hay là cái loại hãm tài vô tâm?